Cô thân chào các em. Trước khi vào bài mới, chúng ta hãy đi trả lời cho cô hai câu hỏi sau đây. Đây là các kiến thức liên quan tới bài học ngày hôm nay. Câu 1. Hãy kể tên các lực tác dụng mà em biết. Câu 2. Lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật đó bị biến đổi như thế nào? Các em đã học ở lớp 6 và lớp 8, thì chúng ta đi trả lời câu hỏi 1 như sau. Các lực tác dụng đó là lực hút trái đất hay còn gọi là trọng lực, lực ma sát, lực đàn hồi, lực kéo, lực đẩy, lực nén, vân vân. Trả lời câu hỏi 2, lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật đó bị biến dạng hoặc thay đổi vận tốc. Các em quan sát hình ảnh trên màn hình. Đây là hình ảnh ô tô đang bị sa lầy trên một cái phần đất mềm. Đây là hình ảnh máy kéo đang đi lại trên đất mềm. Chúng ta suy nghĩ câu hỏi sau. Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính cái quãng đường này? Để trả lời cho câu hỏi này, các em đi vào bài học ngày hôm nay. Bài 7. Áp suất. Phần 1 La Mã. Chúng ta đi tìm hiểu áp lực là gì. Quan sát hình 7.2. Người và tủ đang đứng trên mặt đất nằm ngang. Vậy người và tủ có tác dụng lực lên sàn nhà không? Bây giờ chúng ta đi phân tích hình 7.2. Các em đã biết, trái đất luôn tác dụng lực hút lên mọi vật trên trái đất. Lực hút này có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống dưới. Điểm đặt, đặt tại trọng tâm của vật. Do trái đất hút các vật có phương chiều như vậy, cho nên người và tổ đã tác dụng một lực ép lên sàn nhà. Sở dĩ lực này tên là lực ép vì nó hướng vào mặt bị ép. Sàn nhà ở đây là mặt bị ép. Lực này cũng có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống dưới và điểm đặt, đặt tại mặt bị ép. Cụ thể đối với người, đặt ở phần tiếp xúc giữa chân người và mặt sàn. Còn đối với tủ, điểm đặt, đặt tại phần tiếp xúc giữa chân tủ và sàn nhà. Vậy do đâu mà người và tủ tác dụng lực lên sàn nhà? Qua phân tích của cô vừa rồi, các em đã biết được do có trọng lượng nên người và tủ tác dụng một cái lực ép lên sàn nhà. Vậy có nhận xét gì về phương của lực ép với phương nằm ngang của mặt sàn? Chúng ta thấy trong trường hợp này lực ép có phương thẳng đứng. Vì vậy, lực ép có phương vuông góc với phương của mặt sàn nằm ngang. Mặt sàn người ta gọi đó là mặt bị ép. Qua đó, các em biết được người và tủ hoặc bàn ghế, máy móc, xe cộ luôn tác dụng lên mặt sàn, lên mặt đất những lực ép có phương vuông góc với mặt đất, mặt sàn. Vì vậy, những lực này người ta đặt tên đó là áp lực. Vậy áp lực là gì? Người ta định nghĩa áp lực như sau. Áp lực là lực ép. Và lực ép này có phương vuông góc với mặt bị ép. Các em quan sát hình A. Đây là biểu diễn trọng lực của vật. Còn hình B, đây là biểu diễn lực ép, hay ta nói đó là áp lực của vật lên mặt bị ép. Hai lực này có điểm đặt khác nhau. Áp lực có điểm đặt đặt tại mặt bị ép. Nếu vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang
thì áp lực có độ lớn bằng trọng lượng của vật. F có độ lớn bằng P, nhưng điểm đặt lại khác nhau. Vậy có phải lúc nào áp lực cũng có độ lớn bằng P không? Trường hợp dưới đây, đó là những trường hợp vật đang đứng trên mặt phẳng nằm nghiêng. Vậy áp lực có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật, F nhỏ hơn P. Vậy có phải lúc nào áp lực cũng có phương thẳng đứng không? Chúng ta đi trả lời câu hỏi C1. Trong các lực ghi ở hình sau, thì lực nào là áp lực? Thứ nhất, lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường. Thứ hai, lực của máy kéo tác dụng lên khúc gỗ. Thứ ba, lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh. Thứ tư, lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ. Chúng ta đi tìm hiểu lực thứ nhất. Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường, nó có điểm đặt, đặt tại nơi tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường. Và chúng ta vừa biết áp lực là lực tác dụng ép xuống, có phương vuông góc với mặt bị ép. Vậy trường hợp này, lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường chính là áp lực. Thế còn lực kéo của máy kéo lên khúc gỗ thì lại không phải là áp lực, vì đây là lực kéo. Lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh, trường hợp này lực của ngón tay có phương nằm ngang, mặt bị ép, phương thẳng đứng, cho nên lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh trong trường hợp này là áp lực. Thế lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ cũng tương tự như vậy, chính là áp lực, vì nó có phương nằm ngang, vuông góc với mặt bị ép, có phương thẳng đứng. Chúng ta đã hiểu rõ áp lực là gì rồi. Bây giờ sang phần 2. Chúng ta tìm hiểu cái đại lượng vật lý tên là áp suất. Trước tiên, vào phần 1, ta đi tìm hiểu tác dụng của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào. Các em đã biết áp lực chính là lực, mà lực có thể làm cho vật bị biến dạng hoặc vật thay đổi vận tốc. Ta tìm hiểu xem tác dụng của áp lực sẽ gây ra này phụ thuộc vào yếu tố nào đây. Người ta làm thí nghiệm như sau. Đặt các khối kim loại lên trên bột cát mịn trong 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đặt một khối. Trường hợp thứ hai, đặt hai khối giống hệt nhau. Trường hợp thứ ba, đặt một khối nhưng dựng đứng lên. Các em đã biết, diện tích bị ép, mặt bị ép nằm ngang, cho nên áp lực trong trường hợp này chính là có độ lớn chính bằng trọng lượng của vật. Áp lực trong trường hợp 1 chính là trọng lượng của một khối kim loại. Áp lực trong trường hợp 2 là trọng lượng của hai khối kim loại. Ở trường hợp 3 là trọng lượng một khối kim loại. Các em hãy so sánh các áp lực, ký hiệu là chữ F. Diện tích bị ép, ký hiệu là chữ S. Cô sẽ giảng cho các em về thế nào là diện tích bị ép. Khi đứng trên sàn nhà thì phần diện tích của bàn chân tiếp xúc với sàn nhà, người ta gọi đó là diện tích bị ép. Hoặc chúng ta đi trên giày thì cái diện tích tiếp xúc giữa đế giày và sàn nhà, người ta cũng gọi là diện tích bị ép. Và cái đại lượng tiếp theo đó là độ lún H. Khi đặt các khối kim loại lên trên cát mịn thì các khối kim loại sẽ bị lún sâu vào trong cát dưới tác dụng của áp lực. Chúng ta hãy đi so sánh các áp lực
diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại trong trường hợp 1 với trường hợp 2, trường hợp 1 và trường hợp 3. Bây giờ các em hãy quan sát thí nghiệm ảo. Ta đi so sánh trường hợp 1 với trường hợp 2, xem tác dụng của áp lực nó phụ thuộc vào độ lớn của áp lực hay không. Sau đó các em điền những dấu bằng, dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn vào ô trống thích hợp. Thứ nhất, F2 như thế nào so với F1? Trường hợp 2, ta đặt hai khối kim loại. Vậy trọng lượng của hai khối sẽ lớn hơn trọng lượng của một khối. Vì vậy, F2 lớn hơn F1. Phần diện tích bị ép là diện tích tiếp xúc với mặt bị ép như thế nào? Ta thấy rõ ràng diện tích bị ép là như nhau vì phần tiếp xúc đều là một khối kim loại tiếp xúc với mặt cát. Qua quan sát, ta thấy H2 lớn hơn H1. Như vậy, H2 lớn hơn H1 có nghĩa là tác dụng gây ra ở trường hợp 2 lớn hơn ở trường hợp 1. Mặc dù diện tích bị ép như nhau, vậy tác dụng của áp lực nó phụ thuộc vào độ lớn của áp lực. Tiếp theo, ta đi so sánh trường hợp 1 với trường hợp 3 để tìm hiểu xem tác dụng của áp lực nó có phụ thuộc vào diện tích bị ép hay không. Các em quan sát trường hợp 1 và trường hợp 3. Tương tự, hãy điền dấu bằng, dấu bé hơn, dấu lớn hơn vào ô trống thích hợp. Thứ nhất, ta đi so sánh F3 và F1. Các em thấy cùng là một khối kim loại, cho nên trọng lượng như nhau. Vì vậy, áp lực gây ra ở trường hợp 1 và trường hợp 3 là bằng nhau. Vậy F3 bằng với F1. Nhưng trường hợp 1 đặt nằm ngang, trường hợp 3 đặt thẳng đứng lên. Vậy phần tiếp xúc giữa khối kim loại với cát là khác nhau. Trường hợp 3, diện tích tiếp xúc sẽ bé hơn trường hợp 1. S3 nhỏ hơn S1. Độ lún H3 lớn hơn H1. Như vậy, mặc dù áp lực là bằng nhau, nhưng trường hợp 3 nó gây ra tác dụng lớn hơn. Vậy rõ ràng tác dụng của áp lực nó phụ thuộc vào diện tích bị ép. Chúng ta đã điền những dấu thích hợp vào chỗ trống trong bảng 7.1. Vậy hãy dựa vào bảng 7.1, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống ở câu kết luận C3. Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực và diện tích bị ép như thế nào? Hãy dựa vào bảng 7.1, dòng thứ nhất. Ta thấy H2 lớn hơn H1, có nghĩa là tác dụng của áp lực gây ra ở trường hợp 2 lớn hơn khi độ lớn của áp lực ở trường hợp 2 lớn hơn. Vậy số 1, ta điền từ càng lớn. Tiếp theo, ta thấy H3 lớn hơn H1, có nghĩa là tác dụng của áp lực gây ra ở trường hợp 3 lớn hơn khi nào? Khi diện tích bị ép S3 nhỏ hơn S1. Vậy, số 2, điền từ càng nhỏ. Qua đó, các em thấy tác dụng của áp lực nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Không những phụ thuộc vào độ lớn của áp lực, mà còn phụ thuộc vào diện tích bị ép. Cụ thể, tác dụng của áp lực càng lớn
khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ. Ta cũng có thể nói tác dụng của áp lực càng nhỏ khi áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng lớn. Các em thấy tác dụng của áp lực lớn nhỏ hoặc mạnh yếu gây ra khác nhau vì nó phụ thuộc vào hai đại lượng là độ lớn của áp lực và diện tích bị ép. Vậy, đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu lớn nhỏ của áp lực, người ta đưa ra một cái đại lượng vật lý, đó là áp suất. Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. Do đó, công thức tính áp suất là P, đây là chữ P thường, chứ không phải ký hiệu như là trọng lượng của vật. P sẽ bằng F chia S. Chúng ta ký hiệu S là diện tích bị ép, viết chữ in. Còn quãng đường là chữ S, là chữ S nhỏ. Trong một công thức, bao giờ chúng ta cũng phải biết được tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức. Ta có F, tên là áp lực. S là diện tích bị ép. P là áp suất. Đơn vị của áp lực là Newton. Đơn vị của diện tích bị ép là mét vuông. Đơn vị của áp suất là Newton trên mét vuông hoặc Pascal, ký hiệu là chữ Pa. 1 Pascal bằng 1 Newton trên mét vuông. Ví dụ các em ra đáp số là 50 Newton trên mét vuông thì cũng có thể viết là 50 Pascal. Từ công thức tính áp suất, ta có thể suy ra công thức tính áp lực F bằng P nhân S hoặc công thức tính diện tích bị ép S bằng F chia P. Phần này khó khăn đối với các em đó là phần đổi đơn vị. Bởi vì trong thực tế, những vật như cái đinh hoặc là cái bàn, phần diện tích mặt bị ép rất nhỏ. Đơn vị thường là mm vuông hoặc cm vuông. Vậy trước khi làm, các em phải đổi về đơn vị mét vuông thì các em mới làm bài được. Cô giúp các em nhớ lại kiến thức. 1 dm vuông bằng 1 phần 100 của mét vuông là 0,01 mét vuông. 1 cm vuông bằng 1 phần 10.000 của mét vuông là 0,0001 mét vuông. 1 mm vuông bằng 1 phần 1 triệu của mét vuông là 0,000001 mét vuông. Bây giờ sang phần vận dụng. Câu C5. Một xe tăng có trọng lượng 340.000 Newton. Diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5 mét vuông. Một ô tô có trọng lượng là 20.000 Newton. Diện tích các bánh xe tiếp xúc với đất là 250 cm vuông. Câu A, hãy so sánh áp suất của xe tăng và ô tô. Câu B, từ đó hãy trả lời câu hỏi, tại sao máy kéo xe tăng nặng nề hơn ô tô lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể lún bánh trên chính cái quãng đường này. Để trả lời câu hỏi A thì chúng ta phải đi tính áp suất của xe tăng và ô tô lên mặt đường nằm ngang. Chúng ta ghi tóm tắt như sau. Các em biết được là mặt đường nằm ngang nên trọng lượng của xe tăng có độ lớn bằng với độ lớn của áp lực. Vì vậy, ta có áp lực ký của trường hợp xe tăng là ký hiệu là F1 sẽ bằng P1 bằng 340.000 Newton. Còn diện tích tiếp xúc của bản xích là ký hiệu là S1 bằng 1,5 mét vuông. Ở đây, hai đơn vị này hợp pháp rồi, ta không cần phải đổi đơn vị. Còn ô tô
thì trọng lượng của ô tô là 20.000 Newton. Từ đó ta suy ra áp lực của ô tô tác dụng lên mặt đất là F2 cũng bằng 20.000 Newton do mặt đường nằm ngang. Diện tích bị ép của các bánh xe, đây là của tất cả các bánh xe, bằng 250 cm vuông đổi ra mét vuông, đổi là 0,025 mét vuông. Ta đi tính áp suất của xe tăng lên mặt đường. Áp dụng công thức P bằng F chia S. Đối với trường hợp của xe tăng, ta phải thay áp lực và diện tích bị ép của xe tăng vào công thức. Đáp số ta ra 226.666,7 Pascal, hoặc các em có thể ghi Newton trên mét vuông cũng được. Tương tự vậy, ta đi tính áp suất của ô tô lên mặt đường nằm ngang, cũng áp dụng công thức P bằng F chia S. Thế số vào, ta có 20.000 chia cho 0,025 bằng 800.000 Pascal. Ta so sánh. Rõ ràng, ta thấy P1 nhỏ hơn P2. Vậy, áp suất của xe tăng gây ra trên mặt đường nhỏ hơn áp suất của ô tô. Dựa vào đó, ta đi trả lời câu hỏi tiếp theo là câu B. Vậy tại sao máy kéo, xe tăng nặng nề lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể bị lún bánh trên chính quãng đường này? Qua phần giải bài tập của câu A, ta thấy máy kéo, xe tăng có trọng lượng lớn hơn ô tô, nhưng lại dùng bánh xích nên diện tích bị ép lớn hơn các bánh xe ô tô. Vì vậy, áp suất tác dụng lên mặt đất lại nhỏ hơn áp suất của ô tô gây ra. Vì vậy, máy kéo, xe tăng chạy được trên đất mềm, còn ô tô có thể bị lún trên cái đất mềm đó. Các em đã biết, áp suất chính là một cái đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của áp lực. Ở đây, trọng lượng lớn hơn, nhưng tác dụng gây ra của xe tăng, máy kéo lại nhỏ hơn của ô tô. Hay nói cách khác, áp suất nhỏ hơn. Vì vậy, nên máy kéo, xe tăng chạy được trên đất mềm. Tiếp theo, chúng ta đi làm bài tập 7.5, sách bài tập trang 23. Bài tập này ngược với cái câu C5 vừa rồi. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7 nhân 10 mũ 4 Newton trên mét vuông. Diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03 mét vuông. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó. Trước tiên, chúng ta cũng ghi tóm tắt. Áp suất của người là 1,7 nhân 10 mũ 4 Newton trên mét vuông. Diện tích S bằng 0,03 mét vuông. Ở đây các đơn vị hợp pháp rồi, cho nên ta không cần phải đổi. Giải bài tập này như thế nào? Ta đi tính áp lực của người đó tác dụng lên sàn nhà trước. Dựa vào công thức P bằng F trên S, suy ra muốn tìm áp lực, ta lấy P nhân S. Thay số vào, ta có 1,7 nhân 10 mũ 4 nhân 0,03 bằng 510 Newton. Các em có thể không cần viết công thức gốc P bằng F chia S, mà các em viết thẳng ra là F bằng P nhân S cũng được. Chúng ta đã biết được người đang đứng trên mặt phẳng nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lượng của vật. Từ đó suy ra trọng lượng của người P bằng 510 Newton. Biết trọng lượng rồi, ta tính ngược ra khối lượng. Khối lượng của người ta dựa vào công thức P bằng 10m, suy ra m bằng p chia 10 bằng 510 chia 10 bằng 51 kg. Như vậy cô đã trình bày cho các em hai bài tập định lượng. Bây giờ chúng ta chuyển sang loại bài tập định tính.
C4, dựa vào nguyên tắc nào ta làm tăng hoặc giảm áp suất đây? Trước tiên, ta dựa vào công thức P bằng F chia S. Ta đã biết áp suất P phụ thuộc vào hai đại lượng, đó là áp lực và diện tích bị ép. Mối quan hệ giữa P và áp lực F và diện tích bị S như thế nào? Ta thấy áp suất P nó tỷ lệ thuận với áp lực F, đồng thời nó tỷ lệ nghịch với diện tích bị ép S. Vì vậy, muốn tăng áp suất và giảm áp suất thì ta cần tăng hay giảm áp lực đây? Cô vừa nói rồi, nếu diện tích bị ép S giữ nguyên thì áp suất P tỷ lệ thuận với áp lực F. Vì vậy, muốn tăng áp suất ta cần phải tăng áp lực, muốn giảm áp suất ta đi giảm áp lực. Trường hợp này diện tích bị ép giữ nguyên. Tiếp theo, nếu áp lực giữ nguyên thì mối quan hệ giữa áp suất P và diện tích bị S là mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Diện tích bị ép càng lớn thì áp suất càng nhỏ. Diện tích bị ép càng nhỏ thì áp suất càng lớn. Vì vậy, nếu như ta giảm diện tích bị ép, ta sẽ tăng được áp suất lên. Nếu ta tăng diện tích bị ép, ta sẽ được giảm được áp suất đi. Từ chỗ dựa vào công thức, ta đi giải thích một số hiện tượng trong thực tế. Việc làm thực tế nào sau đây dựa trên nguyên tắc tăng giảm áp suất, giải thích việc làm đó. Thứ nhất, làm nhọn đầu đinh, đầu khoan. Các em thấy đầu đinh, đầu khoan người ta thường làm nhọn. Vậy tại sao? Thứ hai, xe tải nặng thì phải có nhiều bánh xe. Xe ô tô nhỏ, ô tô 4 chỗ, taxi 4 chỗ là chỉ có 4 bánh xe thôi. Nhưng ô tô tải nặng có thể đến 10 bánh, 12 bánh, 16 bánh. Cái cặp sách các em đi học thì cái quai cặp người ta thường làm to bản. Tại sao? Họ làm như vậy dựa trên nguyên tắc nào? Ta thấy lưỡi dao càng mỏng thì dao càng sắc bén. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu trong 4 trường hợp này. Các trường hợp đó nó dựa trên nguyên tắc tăng hay giảm áp suất đây, và giải thích cách làm đó. Trường hợp thứ nhất, cái đầu mũi khoan rất nhỏ để làm gì? Đầu mũi khoan nhỏ để giảm cái diện tích bị ép lại thì sẽ tăng được áp suất lên. Mũi khoan xuyên vào gỗ dễ dàng hơn. Lưỡi dao càng mỏng thì để làm gì? Để giảm cái diện tích bị ép lại. Vì nếu cùng một áp lực, nếu diện tích bị ép mà càng nhỏ thì gây ra áp suất càng lớn, ta càng dễ cắt gọt các vật hơn. Như vậy hai trường hợp này là hai trường hợp ta cần tăng áp suất dựa vào cách là giảm diện tích bị ép. Trường hợp tại sao người ta lại lắp nhiều bánh xe dưới cái ô tô tải? Lý do là cái trọng lượng của ô tô tải rất lớn, mà nếu lắp ít bánh xe thì cái áp suất gây ra trên mặt đường rất lớn, nó làm hư hại mặt đường. Vì vậy, người ta phải lắp nhiều bánh xe để làm gì? Để tăng cái diện tích bị ép lên mới giảm được áp suất lên mặt đường, với tránh hư hỏng mặt đường và thuận tiện cho việc đi lại.
Trường hợp quai cặp sách to bản thì người ta làm quai cặp sách to để tăng diện tích cái bị ép lên cái vai. Do trọng lượng của cái cặp ta có thể không thay đổi được. Ví dụ khi đi học, các em phải mang bằng đấy, cái quyển sách tới trường. Mà nếu như cái quai cặp nó nhỏ, nó sẽ gây một cái áp suất rất lớn lên cái vai, làm ta đau vai. Vì vậy trường hợp này ta phải tăng, nhà sản xuất phải tăng cái diện tích bị ép lên thì giảm được áp suất lên vai, làm cho học sinh không bị đau vai. Như vậy, cách làm thứ nhất đó là tăng áp suất do giảm diện tích bị ép. Trường hợp 2 là giảm áp suất do tăng cái diện tích bị ép lên. Trường hợp thứ 3 cũng là giảm áp suất do tăng diện tích bị ép lên. Trường hợp thứ 4 là tăng áp suất do giảm cái diện tích bị ép. Để hiểu rõ về áp suất phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào, chúng ta đi làm thí nghiệm tại nhà như sau. Dụng cụ gồm hai quả bóng và một tờ giấy, một số các đinh ghim. Các em tiến hành trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đặt quả bóng lên một đinh ghim, rồi ấn mạnh tay lên quả bóng. Trường hợp thứ hai là đặt quả bóng lên một số đinh ghim và cũng ấn mạnh tay lên quả bóng. Ta dự đoán kết quả xảy ra. Ở trường hợp 1, quả bóng sẽ nổ. Trường hợp 2, quả bóng không nổ. Vậy tại sao trường hợp 2 quả bóng lại không nổ? Nếu các em không tự làm được thì chúng ta có thể theo dõi video sau đây.